nghe khán giả hỏi ơi, nghe khán giả hỏi ơi. Yo, yo, yo.
mười mấy bên tôi thức chào quay mười mấy bên quay lại thành công luôn. Bà con cô bác, mấy anh chị, mấy em, ai có lên khi tao vô cả bốn là mình rất thành công. Mỗi lượt xin tao báo qua ban tổ chức mỗi lượt giải thưởng là đến năm. Hai thanh niên rất là đẹp trai đến từ thôn An Hòa. Quay cái bóng đợi lấy con ăn bên 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 lạ bên lạ hứa hẹn sau lần này là hai em trai sẽ rất là đẹp trai luôn. Cứ nghĩ đến 50.000 đồng là nó sẽ sập được hết. Yeah.
lụy bè con các bác là chân đeo một chút và mấy em đã chơi thứ hai rồi đó lấy hộ và xe được xem từ từ em thể hiện tình yêu rất say đắm. Anh đã đem cái gì mình vào? Anh đã đánh gì? Anh đang cười quá. Rồi nghỉ mấy biên giảng đi cho mấy em nó chạy đây. Một, hai, ba, bắt đầu. Anh chuyện thì có sự may mắn là anh Xuyên. Mấy bây giờ em ăn quyên rồi. Ngậm nhiều lên. Cố gắng ngậm nhiều lên, chị đau lên. Yeah.
I thought I was going to feel you.